Giảm xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh gặp lại quý vị và các bạn ở một video tiếp theo của em tại khu vực huyện Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng. Bây giờ là buổi chiều, 5 giờ chiều ngày 8 tháng 3 năm 2023. Em có mặt ở vùng sát với vùng núi, giáp với địa phận của Ninh Thuận. Ở đây là khu vực xã Ca Đơn của huyện Lạc Dương. Hôm nay em tiếp tục di chuyển về khu vực Ca Đơn và khu vực Tu Cha để chia sẻ đến quý vị và các bạn ngôi chùa Tây Tạng Sam Tan Hill, khu du lịch nghỉ dưỡng và tâm linh. Dạo gần đây thu hút rất là nhiều du khách thập phương cũng như là các Phật tử từ các nơi đến chiêm bái với Đại Bảo Tháp Kinh Luân với chiều cao là 38m, cùng với khối lượng 200 tấn được kỷ lục Guinness Thế Giới xác nhận là Đại Bảo Tháp lớn nhất vào ngày 11 tháng 12 năm 2022. Trước đó em cũng có chia sẻ đến quý vị và các bạn cung đường đi đến rồi. Nếu như quý vị và các bạn chưa xem video đó thì có thể xem lại video trước của em. Ở đây là vùng quê của xã Ca Đơn vào một buổi chiều với cảnh bình yên, những bác nông dân dắt những chú trâu về nhà sau khi một ngày làm việc vất vả. Đa số người dân bà con ở đây đều là đồng bào thiểu số. Huyện Đơn Dương được chia thành 10 đơn vị hành chính gồm 2 thị trấn, đó là Thạnh Mỹ và Đờ Rang, và gồm có 8 xã như là Đà Ròn, Lạc Lâm, Lạc Xuân, Bờ Ró, Quảng Lập và Tu Tra. Ở đây đa số là nhà cửa thừa thớt, chủ yếu là những khu chòi để dụng cụ đồ nghề làm nông của bà con. Vì xung quanh đây có ruộng lúa cũng như là những cây rau màu. Ở đây là vùng trồng rau cung cấp cho các chợ đầu mối như là huyện Đức Trọng. Tại đây bà con mình trồng rất nhiều bắp cải, khoai tây, cà chua, ớt vân vân. Thời tiết ở đây nóng hơn so với ở Đà Lạt. Sau khi đưa quý vị và các bạn đi ngắm cảnh bình yên ở một vùng quê, sau đó em sẽ đưa quý vị và các bạn đi về cập nhật tình hình chùa Tây Tạng gửi đến quý vị và các bạn. Buổi tối lên đèn ở đây rất đẹp và trang nghiêm quý vị. Chủ sự kiện khánh thành cho người dân tham quan miễn phí từ ngày 27 tháng 2 cho đến hết ngày 12 tháng 3. Hôm nay cũng hơn 10 ngày rồi quý vị. Quý vị và các bạn đến sau 5 giờ thì lưu ý tạm ngừng tham quan. Quý vị và các bạn cũng có thể dùng mã QR trên Zalo để quét mã. Sẽ có mã QR gửi về điện thoại như là một tấm vé vào cổng ở trang web. Em sẽ để đường link ở phía dưới. Và ai chưa đi tham quan thì hãy nhanh chân lên. Vì cũng sắp sửa không còn đăng ký online được nữa quý vị. Bây giờ em sẽ gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh đẹp nhất, cập nhật những hình ảnh mới nhất tại khu vực khu du lịch tâm linh